chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị và bà con, trong đêm nay và ngày mai, cùng với sự dịch chuyển chậm dần về phía Bắc của giải áp thấp, thì khu vực giữa Biển Đông gió sẽ hoạt động theo hướng Nam đến Tây Nam. Trong khi đó, thì trường gió Đông Nam tiếp tục duy trì trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông. Thời tiết vẫn còn xấu, có mưa rào và dông làm tầm nhìn giảm mạnh, và trong cơn dông có khả năng sẽ xuất hiện gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền qua lại ở vùng biển này. Còn nằm ở phía Nam thì giải hội tụ nhiệt đới khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng ven bờ từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang và khu vực Vịnh Thái Lan, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ trung bình đến mạnh. Trong đó thì vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Tình trạng biển còn xấu với những con sóng có thể lên cao đến 3 mét cùng với mưa dông và có nơi xảy ra lốc xoáy rất nguy hiểm. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ nằm ở phần phía Bắc của giải hội tụ nhiệt đới, vì vậy gió trên khắp vùng biển này vẫn có hướng Đông Nam với cường độ trung bình. Sóng biển tại đây không cao. Tuy nhiên thì thời tiết xấu vẫn còn diễn ra tại đây do những giải mây dông tiếp tục gây mưa làm tầm nhìn giảm mạnh. Do vậy bà con ngư dân cần thận trọng khi khai thác hải sản trên vùng biển này. Còn tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ thì không có sự khác biệt nhiều so với vùng biển phía Bắc. Gió trên vùng biển này thổi đều theo hướng Đông Nam với cường độ đạt khoảng cấp 4, cấp 5. Thời tiết chưa có dấu hiệu tốt lên, mưa dông vẫn xuất hiện. Trong cơn dông còn có thể xảy ra gió giật mạnh gây nguy hiểm cho các phương tiện tàu thuyền khi di chuyển qua đây. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Trong ngày hôm nay và ngày mai thì rãnh áp thấp có trục dịch chuyển dần lên phía Bắc nên gió trên vùng biển này chuyển dần từ hướng Đông Nam sang hướng Tây Nam và vẫn duy trì cường độ là khoảng cấp 4. Thời tiết vẫn chưa được cải thiện, trời còn nhiều mây và có mưa làm hạn chế tầm nhìn, không thuận lợi cho các hoạt động lưu thông trên biển. Xuôi xuống vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý. Tại đây, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ đạt khoảng cấp 4, cấp 5. Thời tiết cũng không khả quan hơn do mây dông còn phát triển và tiếp tục gây mưa rào và dông trên khu vực. Tàu thuyền qua lại vùng biển này cần chú ý giữ khoảng cách an toàn do tầm nhìn bị hạn chế bởi ảnh hưởng của mưa dông. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, với vùng biển này thì thời tiết còn xấu hơn khu vực phía Bắc, nhưng đám mây đối lưu càng về chiều thì càng phát triển mạnh, gây mưa rào và dông ở nhiều nơi trên khu vực. Trong cơn dông còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy rất nguy hiểm. Bên cạnh đó thì gió Tây Nam vẫn duy trì cường độ khá mạnh, ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nên sóng biển cao, rất nguy hiểm đối với các tàu thuyền nhỏ hoạt động trên vùng biển này. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, tại đây gió cũng thịnh hành theo hướng Tây Nam, tuy nhiên so với vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau thì cường độ gió nơi đây không mạnh mà chỉ đạt mức cấp 4, thời tiết vẫn xấu với những cơn mưa dông rải rác. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan thì so với vùng ven bờ từ Cà Mau đến Kiên Giang, gió trên vùng biển này có mạnh hơn một chút với cường độ khoảng cấp 4, có lúc cấp 5 và vẫn giữ hướng Tây Nam. Thời tiết chưa có dấu hiệu chuyển tốt do mưa dông kèm theo lốc xoáy tiếp tục xảy ra gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này. Tại khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, nằm ở phía bắc của giải áp thấp nên gió trên toàn khu vực, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành theo hướng Đông Nam và có cường độ mạnh cấp 5. Thời tiết cũng không được thuận lợi, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, làm tầm nhìn xa bị hạn chế. Ngoài ra thì trong cơn dông có thể xảy ra gió giật mạnh nên tàu thuyền cần chú ý phòng tránh để đảm bảo an toàn. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, tại đây gió hoạt động theo hướng Nam đến Tây Nam do giải áp thấp dịch lên phía Bắc và vẫn giữ cường độ khoảng cấp 4, có lúc cấp 5. Mưa rào và dông vẫn xuất hiện, làm tầm nhìn xa giảm xuống và đôi khi có cả gió giật mạnh trong cơn dông gây khó khăn cho người đi biển. Tại khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Trên hầu khắp vùng biển này, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động kèm sóng cao, có khi lên tới 3 mét. Đồng thời thì trên khắp vùng biển này, thời tiết còn xấu, bà con ngư dân cần đề phòng những cơn mưa dông kèm theo gió giật mạnh, rất nguy hiểm. Vâng, như vậy có thể nói là trên hầu khắp các vùng biển nước ta, thời tiết đều không được thuận lợi cho các hoạt động giao thông trên biển, đặc biệt là ở vùng biển khu vực phía Nam của Biển Đông. Bản tin dự báo thời tiết biển của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.